Hi, xin chào tất cả các bạn. Lại là mình Linh Thỏ đây. Sau những ngày chuẩn bị cho lễ Tết, sắm sửa hết tất cả mọi thứ thì Linh lại nhận thấy rằng nguồn nước của gia đình mình đang gặp vấn đề. Và nếu như chúng ta có một nguồn nước không đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, vì ở Việt Nam thực sự là ở nhiều nơi nguồn nước của chúng ta cũng đang bị ô nhiễm khá là nặng. Và điều đó thì ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của chúng ta. Mà gia đình của Linh thì có nhiều người lớn và trẻ nhỏ nữa. Nhân tiện ngày hôm nay là ngày sinh nhật của bố Linh, thì Linh quyết định sẽ chọn một món quà sinh nhật cho bố, cũng là một chiếc máy lọc nước cực kỳ xịn sò để có thể mang đến nguồn nước tinh khiết nhất cho gia đình mình. Và sau một thời gian tìm hiểu và nghiên cứu, Linh đã tìm được một em máy lọc nước cực kỳ hay ho đến từ thương hiệu Chongho của Hàn Quốc. Và các bạn hãy cùng Linh tìm hiểu xem chiếc máy lọc nước này có gì đặc biệt nha. Và bây giờ các bạn hãy cùng Linh trải nghiệm xem chiếc máy lọc nước này có những tính năng hiện đại như thế nào nha. Máy lọc nước Chongho Sanita Ice có thiết kế hiện đại cùng lớp vỏ màu xám titan kết hợp với bề mặt siêu bóng, tạo nên một chiếc máy lọc nước sang trọng. Là chức năng duy nhất tại Việt Nam làm đá tự động với các chức năng tuyệt vời như nước nóng, nước lạnh và cấp nước chung. Ngoài ra, máy còn được trang bị các chế độ tiện lợi và an toàn như tự động làm sạch và khử trùng bên trong máy lọc nước bằng phương pháp điện phân, lựa chọn lượng nước khi lấy nước, tự động chống rò rỉ, khóa an toàn bảo vệ trẻ em và tuần hoàn nước tự nhiên 24 giờ. Sanita tạo ra nước sạch và tinh khiết hơn nước đóng chai. Và thế là từ nay, kể cả khi đánh răng rửa mặt, Linh quyết định cũng sẽ đánh răng bằng nước tinh khiết từ Sanita luôn. Chongho đã phát triển máy lọc nước làm đá đầu tiên trên thế giới và dẫn đầu công nghệ máy lọc nước của Hàn Quốc. Và máy lọc nước thế hệ mới bây giờ không thể thiếu những chức năng cơ bản như nước uống trực tiếp, nước nóng để pha trà, nước lạnh để giải nhiệt mùa hè. Những chiếc máy lọc nước siêu sang trọng này còn tích hợp thêm cả chức năng tự động làm đá tinh khiết và những công nghệ để giữ cho nước sau lọc luôn sạch và an toàn. Máy lọc nước Chongho Sanita Ice là một sản phẩm đi đầu với công nghệ tại Hàn Quốc, đại diện cho xu hướng hiện đại nhất bây giờ. Với đầy đủ các điểm ưu việt trên thì Linh hoàn toàn yên tâm và tin tưởng về món quà này gửi tặng đến người thân yêu trong gia đình của mình. Và Linh tin rằng bất cứ ai cũng yêu thích sự tuyệt vời và tinh tế của chiếc máy lọc nước Chongho Sanita Ice này. Bây giờ Linh sẽ pha một tách trà nóng để thưởng thức rồi chuẩn bị đi làm đây. Với chiếc máy lọc nước Chongho Sanita thì bây giờ Linh pha trà rót nước chỉ trong một nốt nhạc mà vẫn có nguồn nước tinh khiết và diệt khuẩn tuyệt đối. Linh tin chắc rằng đây sẽ là một sản phẩm vô cùng tuyệt vời cho những ai đang muốn tìm một chiếc máy lọc nước mang đến nguồn nước tinh khiết cho gia đình mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Linh và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Linh bây giờ sẽ phải đi làm luôn đây. Bye bye!